Cái bông trăng to, thân nó to lắm mọi người nhá. Cây này thân khổng to. Xin chào quý vị và các bạn nha. Xin chia sẻ với cả nhà một vườn hoa mẫu đơn nhá. Đấy, một vườn hoa mẫu đơn rất là đẹp. Cây nào cũng nở rất là sai hoa nhá. Đây. Mình sẽ quay một vòng bút xung quanh cái vườn này cho mọi người cùng ngắm nhé. Đơn vàng, đơn đỏ, các kiểu đơn. Đấy. Đây đơn vàng này mọi người này. Bên này là đơn đỏ này. Những cây thấp thấp này là đang chuẩn bị nở hoa ấy mọi người nhá. Đang búp rất là nhiều luôn. Đấy. Thế còn một số cây thì gọi là nở bung bét hết ra rồi. Đấy, các kiểu luôn. Vào đây thì đúng là vào rừng rồi. Đúng là rừng mẫu đơn này. Loại hoa to rồi loại hoa nhỏ mọi người nhá. Nhiều loại hoa lắm. Đấy. Đây là đi vào bên trong nhá mọi người nhá. Rất là nhiều. Đẹp. Ong bướm bay rợp trời. Đây một cây đơn đỏ to này mọi người này. À cây đơn này là đơn đơn đỏ nha mọi người nhá. Đấy, cây này hai thân này. Cây này hai thân vanh vanh gốc tầm 20-20 mọi người này. Đấy. Thế còn dọc lối đi này là toàn là mẫu đơn. Đây thì bông trang mọi người nhá. Mình nhìn thấy lá nhỏ nhỏ này ngoài Bắc mình gọi, trong Nam gọi bông trang này. Đấy. Bông trang mẫu đơn. Các kiểu cây to cây bé ấy, mọi người nhá. Cây to cây bé, cây mẹ cây con. Đấy. Ở bên này thì toàn là hàng thoát thân cắm que róc nhá. Cây nào mới thoát lên hàng mét. Loại mẫu đơn này hoa rất là to hoa này. Đơn hoa to lắm mọi người nhá. Cánh nó rất là to luôn. Đấy. Đây. Mẫu đơn bông trang các kiểu. Bốn xung quanh. Úi dồi. Còn núi đi bên này này còn vào trong kia còn rất là nhiều luôn mọi người nhá. Sân vườn nhà này rộng rất bốn xung quanh luôn. Ui dồi, đây. Đấy có một cây bông trang khổng lồ này mọi người này. Cây này to quá này. Cực to luôn. Làm cạnh một cái bàn thờ mọi người nhá. Làm cạnh bàn thờ. Đấy. Mình sẽ đi ra phía ngoài kia xem mà. Ngoài này còn rất là nhiều mọi người này. Thì cả hoa hồng này. Không có luôn. Đấy. Đẹp luôn. Xôi. Toàn em chân dài tới nách luôn mọi người ạ. Thoát thân chân dài tới nách luôn. Rất là nhiều luôn nhá. Còn đây nó một số cái bông trang vàng nhưng mà hoa tàn hết rồi mọi người nhá. Đây này, hoa tàn hết luôn đâu. Vàng óng luôn. Có ít cái bông trang hoa vàng này thì lại tàn hết rồi. Giờ còn toàn đỏ thôi. Video này mình xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá.